Hai người Mỹ từng tranh cử Tổng thống từ sau song sắt. Ông Trump nói vẫn ngủ ngon, không lo đi tù. Ông Trump không công nhận kết quả bầu cử 2020 là quyết định của tôi. Ông Trump kể về những tuyên bố của ông Biden, mọi điều ông ta nói đều dối trá. Quý vị đang theo dõi bản tin thời sự quốc tế trên kênh tin tức Việt. Bản tin của chúng tôi sẽ bắt đầu với những thông tin đáng chú ý sau đây. Hiến pháp Mỹ từng cho phép ứng viên đang ngồi tù vẫn được tranh cử Tổng thống. Lịch sử Mỹ đã từng có hai trường hợp như vậy. Thì cựu tổng thống Donald Trump đang phải đối mặt với rất nhiều rắc rối pháp lý, với rắc rối gần nhất là bản cáo trạng hình sự tại hạt Fulton bang Georgia, cáo buộc ông cùng với 18 đồng phạm thành lập tổ chức tội phạm nhằm lật ngược kết quả bầu cử năm 2020. Đây là bản cáo trạng thứ tư của ông Trump trong vòng chưa đầy 5 tháng, tạo nên thách thức pháp lý chưa từng có đối với ứng viên hàng đầu của Đảng Cộng hòa cho cuộc đua tổng thống năm 2024. Tất cả những bản cáo trạng trên đặt ra câu hỏi, nếu bị kết tội và tuyên án, liệu ông Trump có thể tiếp tục tranh cử tổng thống từ sau song sắt hay không? Trả lời Business Insider, các chuyên gia pháp lý nói rằng, Hiến pháp Mỹ không có điều khoản ngăn cản ông Trump làm điều đó. Nếu ông ấy chẳng may có ngồi tù vào thời điểm diễn ra cuộc bầu cử tổng thống tiếp theo, việc ở trong trại giam sẽ không ngăn cản ông ta ra tranh cử. Mitchell Gerhardt, giáo sư luật hiến pháp tại trường Đại học Luật Bắc Carolina ở Chapel Hill nói, việc tranh cử tổng thống từ trong tù không phải là điều chưa từng xảy ra, vì trong lịch sử nước Mỹ đã có hai người từng làm như vậy. Đó là Eugene Deff. Năm 1920, ông Deff, người theo chủ nghĩa xã hội, đã chạy đua vào Nhà trắng từ nhà tù liên bang Atlanta. Tại thời điểm đó, ông Debs được coi là người cấp tiến do chỉ trích chủ nghĩa tư bản và lệnh nhập ngũ trong Thế chiến thứ hai. Chính thái độ phản đối lệnh nhập ngũ khiến Debs bị bỏ tù, nhưng thời gian bị giam cầm giúp ông có được nhiều người ủng hộ. Ông Debs cũng từng tranh cử Tổng thống 5 lần trước đó với tư cách là ứng viên đảng xã hội. Theo các nhà sử học, những lần ông tham gia tranh cử thường mang tính biểu tượng nhiều hơn. Vào đêm bầu cử năm 1920, ông Debs đã không phát biểu, chỉ viết tuyên bố. Washington Post đưa tin, Cảm ơn các bậc thầy tư bản đã đưa tôi đến đây, ông viết. Họ biết tôi thuộc về đâu trong hệ thống tham nhũng và tội phạm của họ. Đó là lời khen duy nhất họ có thể dành cho tôi. Ông Debs cuối cùng giành được khoảng 3,5% phiếu bầu tổng thống trên toàn quốc. Thứ hai là Leiden Ladochi. Hơn 70 năm sau, một ứng viên khác cũng là tội phạm bị kết án tù đã tranh cử tổng thống từ trong tù, đó là Leiden Ladochi, một người theo các học thuyết âm mưu. Từng tham gia mọi cuộc đua tổng thống từ năm 1976 tới năm 2004, ông La Roche không còn sát lạ gì với việc vận động tranh cử. Nhưng chiến dịch tranh cử năm 1992 của ông La Roche từ sau song sắt, nhà tú liên bang lại đặc biệt gây ra sự chú ý. Trong bài báo đăng năm 2019, USA Today đưa tin rằng trước cuộc bầu cử năm 1992, ông La Roche phải chấp hành bản án 15 năm tù vì tội lừa đảo qua thư và âm mưu lừa đảo chiến dịch tranh cử. Dù vậy, điều đó không ngăn cản ông chạy đua giành đề cử của Đảng Dân Chủ cho cuộc đua Tổng thống sắp tới. Khi ông Bill Clinton giành được đề cử của Đảng Dân Chủ, ông La chuyển sang chạy đua cho Đảng Phục hồi Kinh tế Quốc gia với lời hứa đại tu hệ thống tài chính, ngân hàng thế giới. Cuối cùng, ông nhận được hơn 26.000 phiếu bầu, chiếm khoảng 0,2% số phiếu phổ thông. Ngoài quan điểm kinh tế, những niềm tin khác của ông La thường xa đà vào thuyết âm mưu. Reuters đưa tin. Roche có nhiều quan điểm lệch lạc về khủng hoảng s bao gồm niềm tin sai lầm rằng căn bệnh do quỹ tiền tệ quốc tế lan truyền ông đồng thời tin rằng nạn diệt chủng người do thái trong thế chiến thứ hai chỉ là hư cấu sẽ ra sao nếu ông trump tranh cử dù bị kết án dù đều thất bại ông Dev và Roche vẫn được quyền tranh cử tổng thống khi ngồi sau sòng sắt khi không thể tự mình chạy đua họ sẽ được người ủng hộ đối tác tranh cử và đảng của mình giúp truyền đạt thông điệp hơn nữa, trong tất cả vụ án ông Trump vướng phải, thời hạn xét xử không hoàn toàn rõ ràng, có khả năng chúng sẽ diễn ra sau cuộc bầu cử năm 2024. Nhưng nếu bị kết án, ông Trump vẫn sẽ phải tuân thủ quy định như những tù nhân khác, điều này có thể hạn chế khả năng liên lạc và xuất hiện tại các sự kiện của ông. Barbara McQuarrie, giáo sư luật học tại Đại học Michigan và là cựu công tố viên Mỹ, nói với Insider, ông ấy sẽ phải dựa vào những người đại diện để vận động thay cho mình. Điều cốt lõi ở đây là ông Trump vẫn có thể tranh cử. Trong trường hợp ông lần lượt giành được đề cử của Đảng Cộng hòa và chiếc ghế tổng thống năm 2024, ông Trump rất có thể sẽ sử dụng đặc quyền mà chưa ông chủ nhà trắng nào trước đây cần dùng tới, đó là quyền tự ân xá. Cựu tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết không bị mất ngủ vì khả năng phải vào tù và một lần nữa khẳng định ông không thua cuộc bầu cử năm 2020. Trong một chương trình phát sóng vừa qua, ông Trump đã được hỏi rằng liệu ông có khó ngủ vào ban đêm vì lo lắng về việc phải ngồi tù hay không. Cựu tổng thống Mỹ đã trả lời: "Khi bạn hỏi tôi tôi có mất ngủ không? Thực tế tôi ngủ rất ngon, bởi vì tôi thực sự cảm thấy rằng chúng tôi đã giành chiến thắng cuối cùng." Khi được hỏi liệu ông có thừa nhận mình không thắng trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 hay không, Ông Trump nói, tôi không thừa nhận điều đó, tôi đã thắng cử. Cũng trong chương trình, ông Trump còn bị nhắc lại cáo buộc tìm cách lật ngược kết quả cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020 tại bang Georgia. Về vấn đề này, ông Trump nhấn mạnh, ông không hề hối hận một chút nào về cuộc điện đàm ngày 2 tháng 1 năm 2021. Theo báo cáo vào thời điểm đó, cựu Tổng thống Trump đã gọi điện cho Ngoại trưởng Georgia, Burger yêu cầu tìm thêm phiếu bầu để đảo ngược thất bại của ông tại bang này. Ông Trump khi đó nói trong cuộc gọi, "Tôi chỉ muốn tìm được 11.780 phiếu bầu vì chúng tôi đã thắng ở bang này." Cựu tổng thống Mỹ khẳng định việc ghi âm cuộc gọi là bất hợp pháp vì ông không đồng ý cho ghi âm. Truyền thông Mỹ trước đó phân tích rằng ông Trump sẽ phải đối mặt với lịch trình tòa án bận rộn trong năm bầu cử 2024. Ngày 14 tháng 8 năm 2023, ông Donald Trump và 18 người khác bị truy tố vì nghi ngờ lật ngược kết quả cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020 tại Georgia, trong đó ông Trump bị buộc tội 13 tội danh. Đây là lần thứ tư cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump bị truy tố hình sự kể từ khi rời nhiệm sở vào năm 2021. Phiên tòa xét xử cáo buộc ông Trump cố gắng lật ngược kết quả cuộc bầu cử năm 2020 sẽ bắt đầu vào ngày 4 tháng 3 năm 2024. Sau đó, vụ án Trump bị cáo buộc trả tiền bịt miệng cho các ngôi sao khiêu dâm sẽ được xét xử ở New York vào ngày 25 tháng 3 năm 2023. Đến ngày 20 tháng 5 năm 2024, ông Trump tiếp tục phải hầu tòa ở Florida liên quan đến vụ án xử lý sai tài liệu mật. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng việc ông tuyên bố cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020 có gian lận là quyết định của chính ông. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng việc ông tuyên bố cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020 có gian lận là quyết định của chính ông, dù ông đã tham khảo ý kiến của một số người. Tôi đã lắng nghe những người khác nhau và khi tổng hợp lại tôi cho rằng cuộc bầu cử đã bị gian lận, đó là quyết định của tôi. Ông Trump nói với đài NBC, cho biết ông dựa vào bản năng của mình để đi đến kết luận. Cựu Tổng thống nói rằng những người đã đưa ra lời khuyên cho ông là các luật sư của ông khi ông còn ở Nhà Trắng. Ông Trump giải thích rằng ông không làm theo lời khuyên của các luật sư vì ông không tôn trọng họ. Bạn thuê họ nhưng hóa ra họ chỉ là những người Cộng hòa giả danh và họ không giỏi lắm. Trong nhiều trường hợp, tôi không tôn trọng họ nhưng tôi tôn trọng người cho rằng cuộc bầu cử đã có gian lận, theo ông Trump. Ông Trump cho biết ông đã không nghe lời khuyên của cựu Bộ trưởng Tư pháp Mỹ William Barr rằng ông đã thua cuộc bầu cử. Ông Bin Ba là người cứng rắn, nhưng ông ấy không làm đúng nhiệm vụ của mình vì sợ hãi, ông Trump nói thêm. Tháng 1 năm 2021, ông Trump khẳng định cuộc bầu cử Tổng thống năm 2020 đem lại chiến thắng cho ứng viên Đảng Dân Chủ Joe Biden là có gian lận. Tuyên bố của ông Trump khiến nhiều người ủng hộ ông tụ tập và gây náo loạn tại Quốc hội Mỹ. Vụ việc đã dẫn tới vụ truy tố liên bang chống lại ông Trump, cho rằng ông âm mưu lật ngược kết quả cuộc bầu cử, âm mưu lừa gạt nhà nước và âm mưu cản trở phiên họp xác nhận kết quả bầu cử của quốc hội. Mọi tuyên bố của Tổng thống Joe Biden đều giống như dối trá. Cựu nguyên thủ quốc gia Donald Trump nói khi bình luận về sự mâu thuẫn trong các bài phát biểu của nhà lãnh đạo Mỹ đương nhiệm, mọi điều ông ấy nói giống như là dối trá, thật khủng khiếp. Ông Donald Trump nói, trước đó Tổng thống Mỹ Joe Biden bị bắt quả tang nói dối về chuyến đi tới New York, sau khi ông Joe Biden bị bắt quả tang nói dối về chuyến đi tới New York sau vụ tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9, vào ngày kỷ niệm vụ tấn công khủng bố, tổng thống Mỹ đã gặp các quân nhân và đưa ra tuyên bố ở Alaska rằng, một ngày sau vụ tấn công khủng bố, ông ta đã ở tháp đôi và quang cảnh đối với ông dường như đang nhìn qua cổng địa ngục. Thực tế là vào ngày 12 tháng 9 năm 2001, ông Biden đang có mặt tại Washington và phát biểu tại phiên họp đặc biệt của thượng viện Bình luận về nhiều cáo buộc chống ông, cựu tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng ông không lo lắng về nguy cơ phải ngồi tù và thậm chí là không nghĩ đến điều đó. "Tôi không hề, tôi thậm chí là không thực sự nghĩ về điều đó," ông Trump nói. Cựu tổng thống bày tỏ sự tin tưởng rằng nguyên thủ quốc gia đương nhiệm Joe Biden đứng đằng sau các cuộc đàn áp ông ở Hoa Kỳ và đã yêu cầu tổng trưởng lý đưa ra các cáo buộc chống ông Donald Trump. Đến đây thời lượng của chương trình cũng đã hết, cảm ơn quý vị đã lựa chọn đón xem tin tức từ kênh Tin tức Việt xin kính chúc quý vị có thật nhiều sức khỏe xin chào và hẹn gặp lại